Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên đã đến giờ vào lớp học. Kính xin tất cả tác âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Dạ, xin mời chị. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính lãnh lễ sư. Con kính lãnh lễ quý cô tu nữ, kính chào cô chú học viên trong room, con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sage kame cha rupe giri sikhara ta te chantali khe vima ni di pe ra te cha ga me taru vana ga ha ni ghi ha wa thum hi khe ti phom ma cha jan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me So nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô Jami sangham saranam gacchami dutiyam bi buddham saranam gacchami dutiyam bi dhammam saranam gacchami dutiyam bi sangham saranam gacchami tatiyam bi buddham saranam gacchami tatiyam bi dhammam saranam gacchami tatiyam bi sangham saranam gacchami Jami Itibi so phagawa arahang sama sambo tho vi cha charana samban no so gato lo kawi do anu taro buri sadam sarati sathani wamanu sanam bo tho phagawa tina ti me saranam anyam bo tho me saranam kwarang e tena sa cha wa che na ho tu me cha ya mangalang o ta mangge na wan de hang ba da pang song wa ro ta mang bo the yo khali to do so bo tho khama tu tang ma mang so kha do bhagava ta tham mo san di thi ko kali ko e hi ba si ko Panagi ko pa cha tang we di ta po wen yo he ti na ti me saranang an yang tham mo me saranang quarang e te na sa cha wa che na ho tu me cha ya mang ga lang o ta mang ge na wan de ham tham mai cha do we tham quarang tham me yo khali to do so tham mo kham tu tang ma mang so ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang kho u cho ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang kho nya ya ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang kho sa me ji ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang kho ya di dang cha ta ri bo ri sa yu ga ni a tha po ri sa bo ka la e sa pha ga wa to sa wa ka sang kho a hu nai yo ba hu nai yo da ki nai yo an cha li ka ra ni yo a nu ta rang mon nya khe tang lo ka sa ti na ti me sa ra nang an nyang sang kho me sa ra nang kwa ra che na ho tu me cha ya mangalang o ta mangge na wan de ham sang khan cha do vi tha ta mang sang khe yo khali to do so sang kho kham tu tang ma mang
quan đại mi chế thi yang sa bang sa ba tha ne so ba ti thi tang sa ri ri ca tha tu ma ha bo thim bo tha ro bang sa ca lang sa da sam bo the a tha ve san cha đoa da san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ahang te sang tham mai cha sa cha đa rê na na ma mi hang na ma ca ra nu pha we na han toa sa te u pa pra we a ne ca an ta ra ya pe we na san toa se sa to sam bo the pan cha pan nya sa in cha cha tu we sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sa na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han to sa pe u pa pra we a ne ka an ta ra ya pi we na san to se sa to sam bu the na u ta ra sa te a tha ja ta li sa sa ha sa ke we sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham mai ja sang khai ja giảng sư tinh tuệ từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học Bali ngày hôm nay. Dạ chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính dâng hết đến sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Phật Ma Giá. Nam mô Thăng Thầy Giá. Xin chào ạ. Dạ, con kính mạnh lễ sư. Dạ, con kính đỉnh lễ sư ạ. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần bài tập số số 11. Dạ, 12 thôi sư. Bài tập 12, phần bài tập nâng cao. Giờ không biết anh Cát Thắng có vào lớp học chưa? Dạ, có rồi sư. Để con chia sẻ bài tập đi sư. Chia sẻ bài tập cho lớp sửa luôn đi. Sửa bài tập số 12, phần bài tập nâng cao ha. Sửa xong rồi chúng ta sẽ học bài mới. Ôi, mày sửa rồi em sao vậy anh Khánh? Dạ, bữa hổm thì làm kịp câu 1 sư. Rồi cái phần tử chưa kịp làm mấy câu khác. Rồi sửa đi, sửa xong rồi chúng ta học bài. Khánh ơi, cái này là mọi người đăng ký câu chưa? Hình như mọi người chưa đăng ký lại các ơi. Khánh hỏi đi. Dạ, không biết Phật tử mình đăng ký sẽ làm câu nào không? Khánh, mình vừa chat câu 5 lên rồi đó. Rồi, em copy lại.
Còn câu 3, câu 4. Chỉ còn câu 3. Câu 3. Sau khi học nghệ thuật kiếm cung và kinh điển Vệ Đà, Thái tử đã biểu diễn tất cả tài nghệ trước Đức Vua. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi dạ sư. Thưa sư, chưa mở tiếng cư sư.
xong chưa, lớp sửa xong chưa? Dạ, lớp sửa xong 5 câu rồi sư. Rồi. Ra bên này câu 1. Sau khi ngồi kiết già tu tập, tu tập thiền chỉ thiền chỉ thái tử đà đắc bằng dịch vậy thì người ta dễ hiểu lầm cái chữ tu tập đó, nó là bị biến cách lắm. Theo kiểu này giờ mình dịch một cái bất biến hoặc cứ phân từ thôi, là sau khi tu tập thì sau khi một kiết già thái tử thiền chỉ đã tu tập thiền chỉ qua đạt được đời thiền dịch chỉ thì nó mới người ta mới hiểu theo thứ tự được. Dịch như vậy thì giống ngồi kiết già để tu tập thiền chỉ, người ta dễ hiểu lắm. Cho nên dịch một cái bất biến quá khứ phân từ, sau đó mình đưa chủ từ vô, tức là tiếng sau khi ngồi kiết già thái tử tu tập thiền chỉ, thái tử đã tu tập thiền chỉ qua đạt được sơ thiền. Sau khi ngồi kiết già thái tử tu tập thiền chỉ, thái tử đã tu tập thiền chỉ qua chứng đắc sơ thiền. Qua đắc được sơ thiền. Qua đắc được sơ thiền. Rồi. Câu số 2. Bảo mẫu sau khi quay lại phong tay khác đã xế chiều, như cái câu này thiếu chữ đã thấy đó, thưa sư, thiếu một cái động từ không được chính. Cái câu này, bài này là bài số mấy ta? Bài số 12. Quá phân từ quá khứ phân từ lớp 2 mà thưa sư, lớp 2 mới quá khứ phân từ, lớp 2 mới học quá khứ phân từ nên lớp 1 mà. Một sau khi quay lại tính từ, tính từ cũng chưa học hả? Tính từ học chưa? Tính từ học rồi phải không? Dạ. Vậy là dùng quá khứ phân từ như là tính từ đi. Là Khánh sửa lại câu này cho sư tí thì anh Khánh mới được. Bây giờ chữ phát tiết quá thấp tí này anh biết lại chữ phát tí đi, cái chữ này vẫn giữ lại nhưng mà biết chữ phát tí anh không, ở đây nè biết chỗ anh tí quá thấp tí, anh tí quá tí nè sư, dưới cuối câu được không thưa sư? Không được, cái này nó phải hai câu, cái chữ đó vẫn giữ lại để anh lát biết nó dặn quá thấp phân tử. Để biết ngay chấm đó, cái chữ đó để đó đi. Sao chữ đó? Chữ tí bắt tí hả?
biết sao chữ tí bất tí nữa. Không phải, không có đẹp. Tí bất tí cái đâu phải đâu. Bà ná sao? Câu chữ á tí quá tí á Thánh. Á tí quá tí. Sao vậy? Biết chưa đó đi. Biết bát tí. Bát tí là bạn. Đã thấy. Ồ, đâu rồi, những bao mẫu hả? Dạ. Các bao mẫu, vậy thì bắt sung đi. Sung. Sư, con thấy câu này nếu mà viết cuối câu, ví dụ cái câu này nếu mà dịch gì nè, à, sau khi các bảo mẫu quay trở, sau khi quay trở lại đã thấy, tại vì nếu mà viết như vậy thì cái câu mà xe cái nguyên cụm này cho nó trong ngoặc đó thưa sư. Cái gì? Đấy là con nói cái câu này thiếu. Cái xe sa năng lúc thanh năng cha gia đó, anh đi qua tới tí đến cuối câu là cái câu ở trong ngoặc á. Đâu có, đâu biết nó là túc từ luôn. Rồi, chữ cha văn này anh biết, cha gia này cũng thành cha văn như vậy. Cảm thấy bóng. Điên, bóng. Bóng rút hà năng của những cây khác. Anh chữ á tí quát tí này anh sửa lại cho sư là á tí quát tình, á tí quát tí, á tí quát tá tí, á tí quát tí tăng. Thêm chữ tăng nữa. Đem lên để chỗ này nè, để nó trước trước chữ xe sa năng. Thêm trường âm lên chữ chung cuôn nè. Chung cuôn. Rồi. Các bảo mẫu, đó là các bảo mẫu. Sau khi quay trở lại, quay lại cũng được, quay lại được. Đã thấy bóng của các cây khác, các cây khác đã xế chiều. Nhưng bóng cây trăm vẫn như bóng cây trăm vẫn đứng yên một chỗ. Chỗ này anh thêm chữ quá mình xử lý chữ tha nê e cắp tha nê nê này e cắp tha nê quá không biết dính vô chữ quá thêm cái vô phẩy ở phía trên chữ n. Bỏ luôn, bỏ giúp vậy đi.
Thanh ni quá. Rồi câu số 3. Sau khi học nghệ thuật, sau khi là đi đến khi học nghệ thuật và kinh điển về Đà. Ở đây kinh điển về Đà biết trước, tại dạng chá này cái nào biết trước, cái nào biết trước thì dịch trước. Sau khi học kinh điển về Đà và nghệ thuật kiếm cung, biết lại. Thái tử đã biểu diễn, thái tử đã biểu diễn cái chữ này nó đâu có chữ tất cả, đâu có chữ sắp phát đâu, nên ở đây mình dịch là những tài nghệ. Như chữ tên. Dạ nhỏ quý đây không có đèn bên giáo thiện rồi quý ơi. Mình ta dịch chúng ta phải coi chữ Billy chứ dịch sao mà cứ coi cái giống giống câu trước, lấy câu trước dịch vô thì đâu có được. Dịch phải coi chữ Billy, những tài nghệ của mình. Chữ Ateno là của lọ, mình. Lọ. Chị Hoa tắt mic chị Hoa. Chị... Nó nhỏ nhỏ đang học hả? Rồi. Câu số 4. Thái tử Chắc Thác này bị dịch gì không được, hoặc là người ta dịch là tại ở bên dịch cuốn từ tại cuộc thi này sẽ dịch sao, cho nên ở đây dịch lại hôm nay là dịch sao mà tệ quá, sai trơn. Thái tử Siddhartha điều phục con hắc mã giữ dịch sai trơn này, cứ coi mấy câu cũ dịch không, cái này dịch không có hiểu. Hình như như chữ á xá, á xá xá hả sao? Có dư không thưa sư? Này đâu có dư, cái này là ở sở thuộc cách mà, cái này là tính từ ở sở thuộc cách. Dạ. Tính từ... Xin sốt khá. Đã đánh bại các hoàng tử khác. Thái tử. Đã đánh bại các hoàng tử khác. Hoàng tử không có khác, hoàng tử, các hoàng tử. Do sự điều phục. Con hắc mã giữ hung dữ, con hắc mã hung dữ. Ừ.
xuống. Lớp làm bài tập hỏi hỏi chữ tại cuộc thi ở phần đầu này. Câu thứ năm. Raja Kumaro Ati Asadi Nang Dupini Ta Nang Chanda Nang Miga Nang Damana Yaki Kandat Sako Tiết một ngày nọ. Thái tử có thể dùng tay của mình để chế ngự con thú khó điều phục. Một ngày nọ, thái tử có thể dùng tay của mình để chế ngự con thú khó điều phục. Trời ơi, ra tôi vẫn xong dịch được vậy à? Là thì tử đặc biệt thái tử có thể điều phục. Đặc biệt thái tử có thể điều phục điều phục là ở đây để nó không có bị trùng. Anh biết ơi, có thể nhiếp phục, biết chỉ có thể nhiếp phục đi. Những con thú dữ khó điều phục, như voi và ngựa vân vân. Rồi. Lần này chỉ bị lỗi một câu. Nhưng mà hầu như bữa nay bài tập lớp dịch không được. Coi ở đâu đó rồi đem vô dịch chứ không coi theo bên đi. Em coi cái câu người ta này. Cho nên dịch không có chính xác. Lưu xuống dùm câu 1 kia tiên chụp hình cái. Rồi xem lại đi rồi dịch lại phần tiếng, dịch lại mấy câu tiếng Việt. Trân chụp hình mấy câu này lại đi Trân. Dạ. Rồi Khánh. Rồi. Lên 3-4 rồi Khánh. Thay đổi cái cấu trúc câu qua lại để cho các thử mình làm cho nhớ từ vựng thôi. Từ vựng này phần lớn là từ phụ. Nhưng mà mình thay hiểu cấu trúc câu thì mình mới làm được. Chứ không phải làm thấy giống giống là mình bê vô được. Làm sai. Chỉ là từ vựng cũ thôi. Nhưng mà cấu trúc câu là nó khác mỗi một. Mỗi một bài rồi, câu xong cao hơn chứ nó không phải giống như cái câu giống nhau. Xong rồi Khánh ơi.
Thưa sư tắt mic rồi. Sư với Khánh tắt mic rồi. Thưa sư tắt mic rồi đó sư. Tự làm bài tập chứ sư. Cái gì? Làm bài tập đi. Dạ dạ. Vậy Khánh thấy hỏi mọi người. Hay làm câu nào thì làm đi. Hay làm câu nào chọn câu đó để không có bị trùng nữa. Thư sửa câu 3. Thư sửa câu 2 hả? Còn câu 1, 4, 5. Cô Cúc sửa câu 4 rồi kìa. Còn câu 1, câu 5.
tát xá, tát xá chứ không phải giác xá. Khánh sửa lại mẹ chữ tát xá, tát xá chứ không phải giác xá. Cô hai với cô năm chịu chị bót lên nữa Khánh. Cái câu số 5 á, cái cây các cây còn lại á Khánh, câu số 5 á, các cây còn lại đã xế chiều với các còn lại xế đã xế chiều. Chữ cây á. Rồi sửa mà vẫn sót luôn. Câu 2 Khánh hình như thiếu chữ ba lăng căng á, thiếu chữ dấu chấm dưới chị bấm không được chị. Hết tha ba lăng căng. Ban lăng căng á,
thiếu chữ em mà chấm dưới. Câu 2 nó giống nhau, làm như bị trùng á Khánh. Lấy từng câu được rồi. Đúng rồi, chắc bó lên 2 lần gì. Rồi, xong rồi đó, báo sư đi. Cho coi câu 5 Khánh ơi. Giờ Khánh báo với sư đi Khánh. Đấy, chúng câu 1 đi sư cậu đây. Bà La Môn đã dạy kinh điển Vê Đà và cách thức sử dụng cung tên cho thái tử
bà la môn qua chế toa đi đã tâm thang hãy giải kinh điển về ta và cách thức sử dụng cùng tên cho thầy tử vậy thì động từ chính là trong câu đâu hình như là quý thông mình dạy đã dạy á cái này có một động từ chính thôi đem cái động từ qua chi to qua nó để xuống cuối câu sửa nó lại cho nó số nhiều đi động từ thì quá khứ qua chê sinh xúc qua chê sinh xúc sinh qua chê sinh qua chê sinh xúc chữ T này thêm chữ cái vô qua chê tinh số đúng rồi qua chê sinh số qua chê sinh số qua trình số mới đúng chứ sự qua trình số chứ cái này động từ nó dạng bằng e mà sao mà qua chê số được qua chê tinh số mà chữ sờ đó qua chê tinh số mở chấm dưới không nhớ thì kinh điển về ra hoặc cách thức sử dụng cung tên cái này là đối cách cái chữ viết thinh này nè m chấm dưới thinh đầu quê đắp dân thang dài dài kinh điển về đà qua các sử dụng cung tên cho thầy tử. Những kinh điển về đà có giờ xuống không thưa sư? Vừa ra đem chữ ra chắc cũng mà ra sát này để trước về đã gần thang. Cài cái chữ M đó thành chữ chữ nhá chữ M chấm nó thành chữ nhá với thêm chữ chát vì đã gần thành chát anh đi chữ nhờ nhá chát nó giống như trên vậy. Tinh giác anh không thấy khu chuột của sư rà hả không nhìn thấy được đâu sư hả máy của các thánh mà sao các thánh thấy được máy sư viết thinh là thành viết thinh chát cách thức
để sử dụng Pori Poragas Porasa. Anh đúng rồi, đó là câu một. Ủa thanh đồng hạt thanh xá. À thanh xá. Này nó có tiếp động ngữ này. Thanh đồng. Thái tử sau khi ngồi ý trà dưới cội cây trăm đã để ý đến hơi thở ra vào. Rajakumaro Jumbu Rukhata Hetha Balangkan Kuchitwa Anapane Prit Kahesi Ansam Prit Kahesi Ta Prit Pri gần này hi Pri gần Pri gần này hi gần hi nào chấm gì cái này nó động từ Pri gần mà ha tí đây là thay chữ gần Paris hả kệ sư sư viết cái ngữ vựng khá sư sư Paris Paris gặp thế sĩ ngữ vựng của sư sư kéo Khánh kéo xuống Khánh kéo xuống cái ngữ vựng cho người sư coi để sửa lại luôn chứ nếu còn đúng không đấy sư đó đó ở trên đó kéo xuống lại cái ngữ lại cái đầu á cái đầu á cái đầu á đầu chơi. Thấy rồi đó ngon ngon ngon. Cầm đi cầm. Dạ. Nhưng mà trong cái ngoài sau cuốn bài học sư ghi là Anapane Parigyanathi. Bởi vì không biết theo cái nào. Parigyanathi hả? Dạ. Pá rí gan ha tí. Có một chữ g. Này này nó có thể biết được hai trường hợp. Nếu mà biết ở thì quá khứ thì nó có là bất biết quá khứ phân từ thì nó có thể là anapane parikahetwa. Nhưng mà nếu mà nó biết ở hiện tại thì nó chỉ là anapane parik gan ha tí. Sửa sửa cái từ vựng này lại thôi. Trong trong sách là bài học nó ghi dễ sư cái từ đó đó con có cháu à, a được lắm a dưới à, chữ a chúng a chữ r được rồi kéo lên đi. Bài học ghi có một chữ g rồi sư tá lý rồi sư thêm nó hai chữ. Trong từ điển thì nó cũng tại một chữ là thường ở dạng này thì nó biết âm đôi nó biết không thống nhất nha biết hai chữ cho nó gì đâu rồi kéo lên trên đi. Thái tử sau khi ngồi chiếc da dưới cội cây trong đã để ý đến hơi thở ra quả rồi câu số ba đặc biệt thái tử thì là ta có thể điều phục được những con thú dữ có điều phục có thể tâm mà giá
những con thú có địa phục, đặc biệt là có thể địa phục những con thú dữ có địa phục. Rồi được mấy con ba như vậy. Con bốn, sau khi nhìn thấy tài nghệ hoàng âm của mình, Đức Vua Tịnh Quang có hài lòng. Thức cô đã nô nắm phu quang lô tặng phát tài chất phút tăng xếp băng và sĩ tòa ở tí vi giác và sĩ đi. Sau khi nhìn thấy tài nghệ, tài nghệ hoàng âm của mình, tên lò hoa dùng tất xá là sao? Không dùng ác tinh nông mà ta xá của mình á, khỏi khỏi thêm chữ đó nữa, thêm nó lủng củng lắm quý chị đi, nhưng mà ở đây dùng cách thứ sáu. Cái chữ tác xá này là chữ ác tinh nông. Thứ sư vậy là dùng ra chấp của tất xá hả? Thứ sư là cách thứ sáu. À đồng nghĩa như cái bỏ tất xá. Bỏ chữ tất xá đi. Để chữ ra chát của tá xá, nhưng mà bỏ tá xá, bỏ tá xá. À. Cú ba lô mà. Cú ba lô sao bỏ con ta? Cái này quá. Để phát tì đi là được rồi. Phát tì đi. À, câu thứ năm, bông mát của cây trăm vẫn yên, bông mát của các cây còn lại đã tiết chiều. Trăm phù rô phát tác xa dạ phát tiết, phát xê xa năng rô khá năng xa dạ phát tiết phát tiết xuất. Bông mát của những cây khác đã tiết chiều phát tiết phát tiết xuất. Mấy em này là câu này là copy theo cái câu của chúng ta là sai, sai chết. Ở đây chúng ta thấy là chung bu rút phát phát khai giả phát xí, bông mát của cây trăm vẫn yên. Bông mát là chủ từ. Mát của các cây khác còn lại đã tiết chiều. Thì chúng ta thấy ở đây chỉ bông mát nó là chủ từ hai câu, cho nên ở đây mình mà viết cái tiếng bắt tinh chú là sai mất. Theo cái câu Bali ở phần đoạn Bali dịch sang tiếng Việt mà cứ copy động từ qua là sai mất, không có hiểu là sai. Cho nên ở đây mình sửa lại cái tiếng bắt tinh. Câu đó còn viết là chủ từ như sao? Xong lớp xe bài sửa đi rồi tắt. Bài này mới, bài này mới quên, không có làm trước. Bữa nay lớp sửa bài tệ quá, sai quá nhiều. Lặp lại. Là mấy phần này là phần mới từ đó về chưa sửa nè. Để những bài tập này là bài tập mới từ đó chưa sửa, cho nên bữa nay sửa cái là sai. Còn mấy bài kia là sửa qua sửa lại mấy lần rồi.
con biết là nhiều khi các Phật tử có thể tham khảo thêm còn bài mới, sơ sơ cái bài này bài mới. Với lại không có chuẩn bị trước cái bài này, khi bài mới không có ôm lại giờ mới làm không có kịp. Cái nữ không có mới, chỉ cái cấu trúc câu nó khác tí. Trân nhớ chụp hình mấy cái câu trả lời lại nha Trân. Dạ rồi sư cô. Còn giờ còn 15 phút thôi, học bài mới một tí đi. Thằng Khánh tắt đi để sư nghiệp cho bà học bài mới. Rồi bài mới là bài số 13, thiền sư thứ nhất. Thái tử Siddhartha lần đầu tiên nhìn thấy người già khi đang đi vào trong vườn thượng viện với người đánh xe chăn mát. Trọng tâm ở đây đó là sau phần lịch sử mình có phần văn phàm nó còn bị biến cách tung ta quê danh từ nữ tính vì như ý như là cô chí đây là đoạn lịch sử. Một ngày nọ thái tử Siddhartha xin phép vua cha đi để đi vào trong vườn thượng viện. Tại đây thái tử lần đầu tiên nhìn thấy người già lưng còm như sừng bò, xoáy đầu tóc bạc, da nhăn răng rụng, chống rẩy, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy. Sau khi hỏi người đánh xe chăn lá và biết rằng là đó là người già, ngài cho đánh xe trở về hoàng cung. Khi trở về hoàng cung, thái tử đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ, khi có sinh sẽ có già, rồi ngài lại nghĩ, ta chắc chắn sẽ già. Vì thế ta phải tìm cách thoát khỏi sự già, dựng sinh già. Từ đó ngài không còn vui thích họ hưởng ngũ dục. Đó là phần lịch sử. Phần ngài trả lời câu hỏi thì khi học xong ta sẽ trả lời câu hỏi. Phần ngữ vần, khi mời lớp đọc ngữ vần trước. Ô ca sang gia cho tí gia rít tăng anh dương chí tung ra cha ta uy già nàng Mahalaka, người già, Posana Vitsiwanka, Gopana Siwanka, Gopana Siwanka, Halata Sisa, Palita Kesa, Walita Cha, Handa, Danda, Danda, Yathi, Danda, Parayana, Dukhi, Đùm muốn nát, cúi chắp tí, chà tí, chà ra, chìm nát, phải nhà giác tí, à nụ phao bình xuống, phải chà, cà ma cú nát. Rồi mà lớp giơ tay lên đọc bài. Khánh mời lớp đọc bài sư liên tập văn thơ vựng. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Sư con xin đọc ngữ vựng. Okasan gia chá tí xin phép Charitang Anu Yun Chí Tung để đi dạo. Rajasa Uyanang vườn thượng uyển. Mahalaka người già.
Gopana Siwanka có lưng còm như sừng bò. Khanla Tasisa sói đầu. Balita Kesa có tóc bạc. Walita Chá có da nhăn. Khanda Danta có răng rụng. À, bà sư đẩy lên giùm con. Anh đã giác thí cây gậy, đã ra giá ná gậy, khi đau khổ, đâm mú ná sầu khổ, bút cha tí hỏi, cha tí sự sinh, chá ra sự già, chín ná đã bị già, banh nha giá tí hiện ra có mặt, á nốt phá quý tung để thọ hưởng. Bành cha ca ma gu ná ngũ dục. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vựng ạ. Ô ca sang gia chát tí xin phép charit tăng anu yun chi tung để đi dạo rayasa quý gia năng vườn thượng viễn lá người già gobana si quanh cá có lưng còm như sừng bò khala tasilasa hỏi đầu balita cây xá có tóc bạc Quá lít tá chá có da nhăn, khanh đá đâm tá có răng rụng, đâm đá giác thí là cây gậy, đâm đá bá ra giá ná chống gậy, mu ná cổ phúc chá thí hỏi, cha dí là sự cha ra sự già, chiên ná đã bị già, anu phá vít tu để thọ hưởng panh chá ca má của ná ủ dục. Thứ sư xin hết. Sau cái câu bài tập nâng cao, bài tập số 2 nãy sau mình bố làm sao mà nó không có chuyển phát sung nhỉ? Nhưng coi lại trong bài của mình đang có chuyển phát sung mà câu đó. Cái file hồi nãy là file cũ á sư, chưa mở, chắc có thể con gửi rồi, tại con cũng mới gửi thôi, thì chắc có thể Khánh chưa mở kịp đó, thì coi như thì thôi thì xong rồi con. Nãy Trân có gửi mà con tưởng nó không có đổi gì nên con lấy cái file trước đó sư. Thôi dù sao thì cũng rồi, dịch bảo có thấy mà. Đọc tiếp đi, đọc tiếp từ chúng ta có thử tiên mẹ. Dạ, yeah, thầy sư xin đọc. Ủa, các con lùi xuống chút không các con? Dạ, đây màn hình của sư chị. Ồ, dạ. Yeah. Tại bên đây cái chữ có, bên chữ tiên chữ có chứ không? Đọc trên đó hả? Dạ. Dạ, yeah, rồi. Ok sang về chế tí xin phép chế rít tăng anu dùn trí tuân để đi dạo về chế xé chú chế năng vườn thượng uyển ma han lá cá người già vô bên ná si quanh cá có lưng cờ như sừng bò Khát lê tế xì xé xói đầu. Bê ly tế kê xé có tóc bạc. Dạ thưa sư đẩy lên giùm con. Kéo màn hình lên giùm con. Sư kéo màn hình lên giùm con.
Dạ. Balikeske balika balita kese có tóc bạc. Walitake walitache có dây nhân. Khanda đanta có răng rụng. Đanda dế thí cây gậy. Đanda ba ra dế ná chống gậy. Lúc khi đau khổ. Đu mu ná sầu khổ. Út chá tí hỏi. Chê tí sự sinh. Trế ra sự già. Dinh chá đã bị già. Bành nhà giá tí hiện ra có mặt. Anu phá quý tâm để thọ hưởng. Bành chế kè má gú ná ngũ dục. Dạ, thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Ô ca sang và cha tí và xin phép cha ri tăng a nú duyên di tùng là để đi dạo ra hát sát út gia năng là vườn thượng uyển. Ma ha lắc cá là người già. Gopana Sivanka là có lưng còm như sừng bò. Kala Taksisa là sói đầu. Palitakesa là có tóc bạc. Walitakcha là có da nhăn. Khanda Danta là có răng rụng. Danda Dàn tí là cây gậy. Đanh đá Parayana là chống gậy. Lúc khi đau khổ. Đun Muna là sầu khổ. Phúc cha tí là hói. Gia tí là sự sinh. Gia ra giá ra là sự già. Dinh ná là đã bị già. Ban nhã gia tí là hiện. Anuphá quý tùn là để thọ hưởng. Ban chá cá má gú na. Gú na là ngũ dục. Ban chá cá má gú na là ngũ dục. Bạch sư con xin hết. Mà Phật tử Ngọc Trân à. Vậy là chân bó cái bài đó cũng cũ luôn á. Bài chân bó 12 cũng cũ luôn á. Ừ, cái đó nó cũ, chưa gửi, lúc đó chưa nhận file. Mới nhận file đây. Ờ, và nó khác mà hôm qua chị đọc. Nó khác nữa. Nhưng mà cái câu chúc sư viết rồi, cái câu không có giống như nãy sư viết đâu. Nãy khác. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vận. Ô ca sang gia chá tí xin phép cha rí tăng á nú dung chí tung để đi dạo ra chá xá uy gia năng vườn thụ nguyễn má hà lá cá người già kha la tá si xá sói đầu bá lý tá kê xá có tóc bạc bá lý tá chá có da nhăn khan đá đan tá có răng rụng đan đá giá thí cây gậy đan đá phá ra giá ná chống gậy đúc khi đau khổ đưa mú ná sầu khổ phúc chá tí hỏi cha tí sự sinh chá ra sự già chi ná đã bị già ban nhá giá tí hiện ra có mặt á nú phá quý tôn để thọ hưởng ban chá ca má gú ná ngũ dục. Dạ thưa sư xin hết. Mời Phật tử Diệu Thủy á. Dạ, bạch sư con xin đọc ngữ vựng. Ô ca sang gia chá tí xin phép chá ri tăng anu dun chít tung để đi dạo.
ra chá xá uy gia năng vườn thượng uyển má ha lá cá người già gopa ná si quan cá có lưng còm như sừng bò khá là tá si xá sói đầu ba lý tá kê xá có tóc bạc qua lít tá chá có gian nhăn khăn đá đăn tá có răng rụng đăn đá giá thí cây gậy đăn đá pana para giá ná chống gậy đúc khi đau khổ đùm mố ná sầu khổ púc chá tí hỏi cha tí sự sinh chá ra sự già pana giá tí hiện ra có mặt chân ná đã bị già anu phá vít tôm để thọ hưởng pan chá ca má khú ná ngũ dục. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử dùng nick Galaxy S8 ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi, nếu mà hết thì mời đáp nghỉ ha. Còn Phật tử Quang Thanh. À, đọc đi nghỉ. Dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Con xin mời mic. Alo ạ, có nghe được không ạ? Con xin đọc. Ô ca sang giá chá tí xin phép cha tít tăng án nú run chí tung là để đi dạo gia chá chất xá quý giá năng là vườn thượng uyển má há lá cá là người già vô bá ná si quan cá là có lưng còm như sừng bò khá lá ta si xá sói đầu bá lý tá kê xá có tóc bạc quá lít tá chá có da nhăn khăn đá đan tá có răng rụng đan đá rát thí cây gậy đăn đá bá rá la ná chống gậy đùm mú ná là đau khổ búc chá tí là hỏi ra tí là sự sinh đúc khi là đau khổ đùm mú ná là sầu khổ búc chá tí là hỏi cha tí là sự sinh, cha ra là sự già, chin na là đã bị già, ban ná lá tí là hiện ra có mặt, á nú phá gối tung là để thọ hưởng, ban chá cá má hú ná là ngũ dục. Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Sư vậy kết thúc lớp học hả sư? Buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp học tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên. Dạ xin mời cô. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ sư. Xin con xin đại diện lớp con hồi hướng đến chư thiên. Akasattha chaphamattha devanaga mahithik
chư rằng ra thành tu sa sa năng a ca sát tha cha phẩm mát tha đề va na ga ma hi thi ca buồn nhang nô anu mô đàn tu chư rằng ra thành tu nô ga râu a ca sát tha cha phẩm mát tha đề va na ga ma hi thi ca buồn nhang nô anu mô đàn tu chư rằng ra thành tu nhà ta dô a ca sát tha cha phẩm mát tha đề va na ga ma hi thi ca buồn nhang nô anu mô đàn tu chư rằng ra thành tu bà ni nô a ca sát tha cha phẩm mát tha đề va na ga ma hi thi ca buồn nhang nô anu mô đàn tu chư rằng ra thành tu nô sa đà y đằng va ta nô buồn nhang a sa va kha ya và hàng hồ tu an na ga tê ca lê. Ta thú, dạ kính mời quý học viên trở lại lớp Bali vào ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 19:21. Dạ chúc sư và lớp học có nhiều sức khỏe và tiến hóa trong đạo pháp. Dạ kính chào cả lớp. À, con kính chào sư. Rồi, mời. Con kính chào sư.